Trong trận đấu với U23 Mông Cổ, U23 Việt Nam đã thực hiện tốt kế hoạch mà ông Hoàng Anh Tuấn đề ra khi sớm ghi bàn dẫn trước và cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Trước một đối thủ không tạo ra áp lực lớn, đoàn quân áo đỏ khá thoải mái thử nghiệm những phương án khác nhau. Tuy nhiên, cuộc đọ sức với U23 Iran sẽ mang tới những yêu cầu hoàn toàn khác. Đại diện Tây Á sở hữu đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ cũng đang rất khát khao chiến thắng sau trận hòa 0-0 với U23 Saudi Arabia. Ông Hoàng Anh Tuấn và nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hẳn vẫn còn nhớ trận thua 1-3 trước U23 Iran tại vòng bảng U20 châu Á cách đây chưa lâu. Những bài học về kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự là nền tảng để U23 Việt Nam xây dựng đội hình cho cuộc đọ sức với nhà cựu vô địch ASEAN. Ở vị trí thủ môn, Quan Văn Chuẩn sau một số pha bóng chưa thực sự chắc chắn trước U23 Mông Cổ nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho Đỗ Sĩ Huy. Sĩ Huy là cầu thủ trên 23 tuổi duy nhất của U23 Việt Nam tại ASEAN 2022. Dù chưa thi đấu nhiều ở cấp độ đội tuyển, thủ thành 25 tuổi đã có kinh nghiệm trận ra sân trong các giải đấu chuyên nghiệp trong nước. Bộ ba trung vệ cũng có thể được điều chỉnh. Trung vệ Nam Hải với chiều cao 1m82 sẽ giúp hàng thủ chống đỡ tốt hơn những đường bóng bổng. Phan Tuấn Tài cũng được kỳ vọng sẽ trở lại sau khi vắng mặt ở trận ra quân vì chưa đạt thể trạng tốt nhất. Vị trí còn lại thuộc về Mạnh Hưng, cầu thủ từng đối đầu với U20 Iran. Phan Tuấn Tài đã có nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế. Cặp đôi tiền vệ trung tâm là Thái Sơn và Đức Phú. Cả hai đều là mẫu tiền vệ hoạt động năng nổ và mạnh mẽ. Nhiệm vụ của cặp đôi này rất quan trọng trong việc giúp U23 Việt Nam phòng ngự từ xa và không bị lép vế về mặt thế trận. Hai vị trí chạy cánh dành cho hai cái tên đã đá chính trong trận gặp U23 Mông Cổ là Đình Bắc và Khuất Văn Khang. Văn Khang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc thời gian gần đây, trong khi Đình Bắc thích nghi tốt với vai trò mới và có những pha xử lý bóng sang nước từ cánh phải. Trên hàng công, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ đặt niềm tin vào Nhâm Mạnh Dũng, chân sút từng ghi bàn thắng quyết định mang về tấm HCBC Game 32. Chơi bên cạnh Mạnh Dũng là cặp đôi quốc Việt Thanh Nhàn. Trước một đối thủ mạnh như U23 Iran, bộ ba tiền đạo của U23 Việt Nam sẽ không có nhiều đất diễn như ở trận thắng U23 Mông Cổ. Tuy nhiên, khi đối thủ dâng cao đội hình tấn công cũng là lúc đoàn quân áo đỏ chờ đợi vào những tình huống phản công sắc sảo. Chỉ cần một bàn thắng cũng sẽ đem tới sự khác biệt lớn. Lần gần nhất gặp U23 Iran tại ASEAN, U23 Việt Nam từng thắng tới 4-1. Một kết quả tương tự rất khó tái hiện ở giải đấu năm nay. Nhưng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể giành điểm trước đội bóng Tây Á nhằm tiến gần hơn tới tấm vé lọt vào vòng 1/8.